Alright, bây giờ chúng ta xin thấy. Bây giờ tới em nè. Em hỏi em. Chị hát bài hả? Hay quá. À cô bé này hả? Cô bé này hát tôi dễ hết trơn. Cô bé này hát được á, không có hát được đâu. Bây giờ tôi hỏi một người không phải người Việt Nam thôi. Okay, let's ask someone who is not Vietnamese. Who would like to say a few words? Who wants to tell us about your experience of the festival? I see your head. I'm coming for you. Hello, sir. Who ran away from you? Ah, she dropped you in. Okay. So what's your name? My name's Tim. Tim, how is it? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.